Chào các bạn, bên mình ngoài cung cấp các cái sản phẩm chính là cửa cuốn kéo tay hay là cửa cuốn khe thoáng nhôm, rồi là các cái vật tư làm nhôm chắn nắng, chắp nhôm, thì ngoài ra bên mình cũng cung cấp các cái phụ kiện để lắp đặt cửa cuốn cũng như là chắp nhôm. Hôm nay mình gửi cái sản phẩm tay điều khiển motor cửa cuốn AC hay là motor cửa cuốn tech thì cũng thế, cùng là một cái dòng tay điều khiển này về Nam Định cho khách hàng. Mình quay cái video này cho các bạn cũng cùng xem, và mình chia sẻ với các bạn cái công việc ngày hôm nay của mình. Đây là cái sản phẩm tay điều khiển cửa cuốn AC nhé. Tay điều khiển cửa cuốn AC hay là tay điều khiển motor cửa cuốn tech, hai cái dòng này thì nó tương tự như nhau. Nên là loại tay này sẽ dùng được cho cả hai cái dòng motor cửa cuốn đó. Đây, mặt trước của tay này có các cái nút lên xuống này, nút dừng và nút khóa. Khi mà chúng ta bấm test thử như thế này thấy đèn vẫn sáng, nhấp nháy đèn sáng thì chứng tỏ là tay hoạt động rất là bình thường, còn nguyên ở trong bọc mới như thế này nhé. Trước khi gửi cho quý vị thì bên mình cũng test trước, kiểm tra trước các cái nút, kiểm tra pin đầy đủ, tay điều khiển hoạt động bình thường thì mình sẽ gửi chuyển phát nhanh về cho khách hàng. Đây là mặt sau của tay điều khiển motor cửa cuốn AC hay là còn gọi là tay điều khiển motor cửa cuốn tech cũng như thế. Đi kèm với tay điều khiển thì bên mình còn cung cấp cả cái sản phẩm pin điều khiển cửa cuốn nhé. Pin điều khiển cửa cuốn dùng cho tất cả các cái loại tay điều khiển cửa cuốn. Các bạn nếu mà đặt hàng tay điều khiển thì chúng ta nên mua kèm pin luôn đi, để khi mà có cần thay hay là pin chúng ta yếu chúng ta thay luôn cho tiện, đỡ phải chờ đợi. Bởi vì nhiều lúc chờ gửi chúng ta nhanh mất 1-2 ngày mới lúc đó chúng ta cần sử dụng tay điều khiển luôn, cần ra khỏi nhà luôn thì nó khá là bất tiện. Cái video ngày hôm nay mình vừa muốn chia sẻ tới mọi người về công việc hôm nay của mình là gửi cái sản phẩm tay điều khiển motor cửa cuốn AC về Nam Định cho khách hàng. Quý vị nào có nhu cầu đặt hàng cái sản phẩm tay điều khiển motor cửa cuốn AC này thì các bạn cứ để lại bình luận và số lượng xuống phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video mới ạ.